Chào mừng các em đến với trang lời giải hay.com. Ngày hôm nay cô sẽ hướng dẫn chúng ta trình bày lời giải cho bài tập 4.13 trang 89 sách giáo khoa toán 6 tập 1, bộ kết nối tri thức với cuộc sống. Đề bài yêu cầu chúng ta như sau: cho hình bình hành ABCD, hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại điểm Y, sử dụng compa hoặc thước thẳng để kiểm tra xem điểm Y có là trung điểm của đoạn của hai đường chéo AC và BD không. Vậy ở đây các em sẽ cùng quan sát hình với cô này. Chúng ta thấy đây là vị trí của điểm Y này. Và đây là đường chéo AC và đường chéo BD. Để kiểm tra xem Y có là trung điểm của đoạn của đường chéo AC hoặc là đường chéo BD hay không, thì chúng ta sẽ thực hiện bằng cách là chúng ta sẽ đo cho cô độ dài của đoạn thẳng IA xem là bằng bao nhiêu cm và độ dài của đoạn thẳng IC nữa. Sau đó thì chúng ta so sánh cho cô xem hai đoạn thẳng đấy có bằng nhau hay không. Nếu hai đoạn thẳng đấy bằng nhau thì chúng ta sẽ kết luận Y là trung điểm của AC, đúng không ạ? Tương tự đối với đường chéo BD thì chúng ta cũng làm như thế. Vậy đầu tiên ở đây cô sẽ dùng thước có vạch chia độ dài để cô đo độ dài của đoạn thẳng AI. Rồi, bằng thước đo độ dài thì cô thấy rằng độ dài của đoạn thẳng AI sẽ là 1,9 cm, được chưa ạ? Đấy, các em có thể quan sát trên màn hình và các em có thể kết hợp với việc đo trong sách của mình và đối chiếu với kết quả của cô. Đấy, tương tự như vậy thì cô sẽ đo độ dài của đoạn thẳng IC. Cô thấy rằng IC cũng có độ dài là bằng 1,9 cm. Như vậy cô kết luận được IA và IC bằng nhau. Vậy thì cô có câu kết luận là IA ta có này, IA bằng IC, đúng chưa? Bây giờ tương tự cô sẽ đo IB và ID. Đầu tiên cô sẽ đo IB trước. Thì cô sẽ đặt vạch số 0 trùng với điểm Y. Và đây thước kẻ cho cô biết được rằng là IB có độ dài là bằng 1,3 cm. Tương tự cô sẽ đo độ dài của đoạn ID. Rồi ID cũng có độ dài là 1,3 cm, đúng không ạ? Như vậy cô kết luận được là IB cũng bằng ID. Rồi vì các đoạn thẳng này tương ứng bằng nhau nên cô sẽ đưa ra được kết luận cho bài 4.13, đó chính là Y có là trung điểm của hai đường chéo AC và BD, đúng không ạ? Suy ra này, Y là trung điểm của hai đường chéo AC và BD. Rồi như vậy là cô và các em vừa hoàn thành xong lời giải cho bài tập 4.13 trang 89. Các em hãy truy cập thêm vào trang lời giải hay.com để xem thêm lời giải cho các bài tập khác. Cảm ơn các em và chúc các em ôn tập tốt.